Xin chào các bạn và các em, chào mừng các bạn và các em đã quay trở lại với kênh của thầy. Và trong video ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cấu tạo câu trong tiếng Anh. Một câu trong tiếng Anh thì thường có cấu tạo như thế nào, có bao nhiêu kiểu câu trong tiếng Anh. Và nó rất là dễ, nó rất đơn giản, nó y như tiếng Việt thôi. Và để các em dễ hình dung, thầy sẽ lấy ví dụ tiếng Việt, sau đó để các em tự suy ra được cái cấu tạo câu trong tiếng Anh. Cực kỳ đơn giản, thầy sẽ hướng dẫn các em, đúng không? Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Loại câu đầu tiên là loại câu như thế này các em này. Ví dụ trong tiếng Việt nhé. Đi ra ngoài. Đứng dậy. Đọc. Dừng lại. Đó là loại câu gì các em? Câu gì nhỉ? Dừng lại. Đi ra ngoài. Đứng dậy. Câu gì nhỉ? Câu mệnh lệnh, đúng rồi. Và các em để ý mà xem, nó chỉ có một loại từ loại thôi là gì? Một loại từ loại thôi là gì? Danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ? Chỉ một loại từ loại, đó là động từ, chính xác, đúng không? Và trong tiếng Anh cũng vậy, nó cũng có một loại câu như vậy. Get out, stand up, read, listen, stop. Đúng không? Nó chỉ có một loại từ loại thôi, đó động từ. Và động từ trong tiếng Anh được ký hiệu là V, hay là viết tắt của từ verb. Verb là động từ, đúng không? Đấy. Loại câu thứ hai thầy giới thiệu cho các em là một loại câu như thế này. Nó có thêm một thành phần nữa, các em hình dung nhé. Đóng cửa sổ lại. Đóng cửa sổ lại. Mở cửa ra. Gập sách vào. Bật tivi lên. Đó, các em thấy không? Nó vẫn có động từ, nhưng nó có thêm một thành phần nữa là gì nhỉ? Bật tivi lên. Vậy bật là động từ, còn tivi về từ loại thì nó là danh từ. Về từ loại nó là danh từ, nhưng trong câu, thành phần câu thì người ta gọi nó là tân ngữ các em ạ. Và ký hiệu là chữ O như này, chữ O như này. O. Và nó là viết tắt của từ object. Object. Viết tắt của từ object. Tân ngữ là từ mà đứng đằng sau động từ và chịu tác động của động từ. Thầy ví dụ như là thầy cầm bút thì cái bút nó sẽ là tân ngữ, nó chịu tác động của động từ cầm. Các em mình đúng không? Cầm bút. Hay là ví dụ như là thầy mặc cái áo chẳng hạn, mặc áo chẳng hạn ấy, thì mặc là động từ, còn áo là tân ngữ. Hay là mua một cái máy tính chẳng hạn ấy, thì mua là động từ, còn máy tính là tân ngữ. Các em hiểu rất đơn giản thôi, đúng không? Một thể loại câu tiếp theo là như này. Thầy sẽ thêm một cái thành phần nữa. Các em hình dung như này. Ví dụ như là anh ấy bán cái tủ lạnh rồi. Anh ấy bán cái tủ lạnh. Đấy, bán là động từ, tủ lạnh là tân ngữ rồi, còn anh ấy là chủ ngữ, đúng không? Anh ấy bán cái tủ lạnh rồi, đúng không? Các em thấy hình dung dễ không? Cực kỳ dễ, không có gì cả. Hay là họ đang xây một ngôi nhà, thì họ ở đây là chủ ngữ, còn đang xây là động từ, còn một ngôi nhà là tân ngữ. Quá dễ, đúng không? Họ đấy, đang xây một ngôi nhà. Thì hai thành phần này thì thầy đã nói với các em rồi, đúng không? Thế còn cái S này là viết tắt của từ subject, hay còn gọi là chủ ngữ. Các em hình dung không? Chủ ngữ subject. Được chưa? Bọn họ đang xây một ngôi nhà thì chủ ngữ ở đây là they, đại từ nhân xưng, đúng không? Hay là ví dụ như là cái quyển sách thì được bán tối qua rồi chẳng hạn đấy, thì quyển sách ở đây là danh từ, nó giữ vai trò làm chủ ngữ. Các em hình dung ra chưa? Đơn giản cực kỳ. Cũng có những nhiều loại câu khác, ví dụ như là cô ấy đã tặng cho tôi một cái máy tính mới chẳng hạn ấy. Cô ấy đã tặng cho tôi một cái máy tính. Cô ấy tặng cho tôi một cái máy tính mới. Ví dụ thế. Hay là ví dụ như là anh ấy mang cho tôi một tách cà phê. Thì đây nó có đến hai tân ngữ là tân ngữ 1 và tân ngữ 2, đúng không? Có những cái kiểu câu như là ví dụ như là anh ấy thì chơi cầu lông rất là giỏi. Anh ấy chơi cầu lông rất là giỏi. He played badminton very well. Thì ở đây cái phần chữ C ở đây thì viết tắt của từ compliment. Compliment hay còn gọi là bổ ngữ. Các em hình dung không? Ở đây nó đóng vai trò là trạng từ. Chữ C là viết tắt của từ compliment. Compliment, bổ ngữ. Các em hình dung ra chưa? Vân vân, nó có nhiều kiểu loại câu khác, nhưng đây là những cái kiểu câu cơ bản. Đấy, kiểu như vậy. Đôi khi nó cũng có thể là chỉ có là chủ ngữ, động từ và bổ ngữ thôi, đúng không? Ví dụ như là she is beautiful. Beautiful ở đây là tính từ, bổ ngữ. Đấy, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, thầy muốn nói kỹ hơn, chi tiết hơn cho các em một loại câu thôi, phân tích cho các em một loại câu. Đó là loại số 3 này.
phân tích cho các em kỹ để các em hiểu hơn, để các em dễ dàng hình thành câu và có thể nói được những câu tiếng Anh hoàn chỉnh tốt luôn. Ok nhá, đúng không? Theo dõi tiếp thôi. Và thầy muốn để ý, lưu ý thêm cho các em nhìn này, mấy loại câu của thầy. Mấy loại câu này luôn luôn xuất hiện một thành phần gì ạ các em? Đã là câu chắc chắn phải có thành phần này, luôn luôn có. Các em nhìn xem. Đấy. Luôn luôn có gì đây nhỉ? Động từ. Chính xác. Đã gọi là câu thì sẽ luôn luôn có động từ. Các em hình dung ra chưa? Đó. Lưu ý cho thầy này, đã là câu thì luôn luôn phải có động từ. Nó có thể là một động từ to be, một động từ khuyết thiếu với một động từ thường, một động từ thường hoặc một động từ tình thái, vân vân. Một trong những loại động từ, nhưng phải có động từ, các em hiểu không? Thì mới gọi là câu, còn nếu không thì nó chỉ là cụm từ thôi. Các em nhớ nhé, nếu như là câu thì phải có động từ, còn không thì chỉ coi đó là cụm từ thôi. Lưu ý cho thầy như vậy, đúng không? Và chi tiết các thành phần câu như thế nào, thầy sẽ hướng dẫn các em và thầy chọn cái thành phần câu số 3 này. Đấy, chủ ngữ, động từ, tân ngữ, để cái kiểu câu này, để thầy hướng dẫn cho các em chi tiết hơn, các em hiểu cách đặt câu và làm thế nào để tạo lập câu cho riêng mình, nói một cách nó đơn giản, dễ dàng. Ok không? Và như thầy đã chia sẻ thì thầy sẽ lấy cái mẫu câu là chủ ngữ, động từ và tân ngữ để hướng dẫn cho các em chi tiết hơn xem chủ ngữ là gì, tân ngữ là gì và động từ là gì, để các em hiểu thật kỹ, chúng ta có thể tự tạo được câu, đúng không? Thì chủ ngữ là như thế này, các em hình dung. Chủ ngữ có thể là những cái từ như này, tôi cảm thấy buồn chẳng hạn đấy, hay là anh ấy thì đang rất là vui, còn chị ấy thì cực kỳ xinh, hay là bọn họ thì đang làm việc, đúng không? Thì tôi, cô ấy, bọn họ, chị ấy, anh ấy hay nó, người ta gọi đó là đại từ gì nhỉ? Đại từ nhân xưng, đúng rồi. Và thầy có các đại từ nhân xưng như là I, you, we, they. Thầy muốn chú ý các em phát âm they, she, he và it. Đây là các đại từ nhân xưng. Các em hình dung I là tôi, you, bạn, we, chúng tôi, they là bọn họ, she là cô ấy, he là anh ấy, it là nó. Các em hình dung ra chưa? Nó it thì thường dùng cho vật nhé, đúng không? Nó là một quyển sách, nó là cái bàn chẳng hạn thế. Ok chưa? Đấy. Thì ngoài ra nhé, các em phải lưu ý cho này, cho thầy này, ngoài chủ ngữ là các đại từ nhân xưng này ra, thì chủ ngữ cũng có thể là cái gì? Các em thử nghe xem nhé, chủ ngữ ở đây là gì nhé. Chiếc ô tô thì đang chạy với tốc độ 80 cây một giờ. Chủ ngữ là chiếc ô tô, đúng không? Thầy giáo thì đang dạy tiếng Anh ở trên YouTube. Chủ ngữ là thầy giáo, đúng không? Hay là bác sĩ là một nghề mà rất là cao quý chẳng hạn thế. Bác sĩ là chủ ngữ, đúng không em? Hay là dịch bệnh đang diễn ra rất là nghiêm trọng. Dịch bệnh là chủ ngữ. Vậy dịch bệnh, bác sĩ, thầy giáo hay chiếc ô tô, đặc điểm chung của nó về từ loại nó đều là gì các em? Đều là danh từ, đúng không? Như vậy là danh từ, người ta ký hiệu là chữ N hay là viết tắt của từ nào, nó có thể giữ vai trò làm chủ ngữ. Và danh từ này không chỉ có một danh từ đơn, mà sau này thầy sẽ hướng, ngay video tiếp theo thôi, thầy sẽ hướng dẫn cho các em để cách các em nói tiếng Anh hay hơn. Cụm danh từ, chúng ta sử dụng cụm danh từ thay vì các em nói là một bác sĩ là a doctor. Các em có thể nói là một bác sĩ giỏi, a good doctor, đúng không? Một bác sĩ rất là giỏi đang điều trị cho tôi. Các em nói a very good doctor, một bác sĩ rất là giỏi. Thì có phải là hay hơn rất nhiều với việc là một bác sĩ đang điều trị cho tôi không? Vậy là một bác sĩ rất là giỏi đang điều trị cho tôi. Hay là tôi sống trong một ngôi nhà, I live in a house, thì quá chán. Nhưng nếu như là tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp chẳng hạn thế, đúng không? Nó đơn giản hơn rất nhiều. I live in a small house, tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ, đúng không? Ví dụ thế, các em sẽ thấy câu của mình nó hay hơn, hấp dẫn hơn nhờ sử dụng cụm danh từ. Thì thầy sẽ nói kỹ hơn cho các em sau, được không? Thì chủ ngữ nó có thể là các đại từ nhân xưng hoặc là danh từ. Đấy, ok chưa? Và thành phần tiếp theo mà thầy muốn hướng dẫn các em ở đây đó chính là động từ, đúng không? Động từ hay tiếng Anh còn gọi là verb. Động từ, đúng không? Có rất nhiều tiêu thức của rất nhiều thầy cô anh chị về chia về cái động từ này trong rất nhiều sách họ viết khác nhau. Nhưng để các em dễ hiểu, thầy sẽ chia nó làm mấy loại động từ sau đây. Loại động từ đầu tiên gọi là action verb.
Action verb hay còn gọi là động từ chỉ hành động. Action chỉ hành động nói chung, ví dụ như là go, là run, là swim, là buy, là cook. Đó là động từ chỉ hành động, các em hiểu nhỉ? Chỉ hoạt động nói chung ấy, đúng không? Loại thứ hai là loại động từ gọi là steady verb. Steady verb là động từ tình thái, chỉ tâm tư, tình cảm, trạng thái. Tóm lại loại động từ này là loại động từ không động trạng. Thì ví dụ như là love, yêu chẳng hạn ấy, hay là hate, ghét, like, thích, hay là want, muốn. Những động từ này là những, nó vẫn là động từ nhưng nó không chỉ hành động ấy, nó chỉ trạng thái, tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, tóm lại là không động trạng. Các em hiểu không nhỉ? Động từ tình thái. Sau này chúng ta sẽ có một cái chú ý nhỏ với động từ tình thái là chúng ta ít khi sử dụng dạng tiếp diễn với nó. Ví dụ như là nói anh yêu em chỉ nói I love you, đúng không? Mặc dù đang rất là yêu yêu chết được, chỉ nói I love you thay vì nói I am loving you. Các em hiểu ý không nhỉ? Hay là ví dụ như là I want to sleep now, tôi muốn ngủ bây giờ. Mình cũng không nói là I am wanting to sleep now, không phải cần nói rõ là tôi đang muốn. Thật sự là mình đang muốn nhưng mình chỉ cần nói là I want to sleep now. Thì đây là một trong những cái đặc biệt của động từ tình thái mà các em lưu ý. Có những động từ tình thái nào thầy sẽ chỉ cho các em trong những cái video tiếp theo, đúng không? Loại động từ thứ ba đó là động từ gọi là modal verb. Modal verb. Modal verb hay còn gọi là động từ khuyết thiếu. Động từ khuyết thiếu như là may, might, can, could, would, should, have to, ought to, vân vân. Động từ khuyết thiếu. Mà thông thường sau nó là động từ nguyên thể, bọn mình nhớ không nhỉ? Ví dụ từ can nó có nghĩa là có thể. Ví dụ nói là tớ có thể bơi, mình nói I can swim. Đơn giản không? Cực kỳ dễ. Và một loại động từ thứ tư, thầy muốn để riêng nó là một nhóm động từ. Mà chỉ cần biết động từ này các em có thể nói được 30-40% tiếng Anh luôn. Cực kỳ dễ, rất dễ dùng nhưng cũng rất hay nhầm lẫn. Đó là động từ to be. Các em thấy không? Một mình nó đứng một vai trò ở đây luôn. Một loại động từ luôn. Động từ to be. Thì thầy sẽ làm một video để hướng dẫn các em thật kỹ xem động từ to be là động từ gì, nghĩa của nó ra làm sao và nó dùng được với gì, đúng không? Ok chưa? Thì đấy là thành phần thứ hai, động từ có bốn loại động từ như thế này, chúng ta lưu ý cho thầy nhé, đúng không? Và thành phần cuối cùng ở đây đó chính là tân ngữ. Các em phải lưu ý như này này, tân ngữ là cái thành phần nó đứng sau động từ và chịu tác động của động từ. Các em ạ, chịu tác động của động từ. Ví dụ như là thầy cầm chiếc bút chẳng hạn ấy, thầy cầm chiếc bút này thì động từ là cầm và chiếc bút nó sẽ là tân ngữ, thầy đã giải thích rồi đúng không? Đấy, hoặc là ví dụ như là thầy nhìn vào cái bảng thì cái bảng là tân ngữ vì nó chịu tác động của động từ nhìn, đúng không? Hay là thầy kéo cái bảng này, đấy, kéo cái bảng, ok chưa? Thì nó chịu tác động và nó đứng sau động từ, đúng không? Thì các em cứ hình dung tân ngữ nó cũng giống như chủ ngữ này này các em này, nó cũng có hai loại có thể làm tân ngữ được. Ví dụ như này nhá, anh ấy giúp tôi, các em để ý này, anh ấy giúp tôi, anh ấy hay giúp tôi đi, he helps me. Được chưa? Anh ấy giúp tôi. Thì anh ấy ở đây nó là chủ ngữ, help, động từ, và me là tân ngữ. Nhưng các em thấy có từ me này quen quen không? Tôi, đúng không? Nó không phải là ai đấy, nó không phải là ai, mà nó phải là me. Bởi vì sao? Bởi vì cái từ ai nó phải giữ vai trò làm chủ ngữ và nó đứng trước động từ. Các em hiểu không nhỉ? Cái chủ thể này làm cái gì đó, cái tân ngữ này. Chủ ngữ này làm gì cái tân ngữ này. Thì tân ngữ của ai chúng ta sẽ dùng từ me, đúng không? Tân ngữ của ai chúng ta sẽ dùng me. Thầy sẽ xóa cái này đi để các em dễ nhìn hơn. Tân ngữ của ai chúng ta sẽ dùng me. Tân ngữ của you là gì hả các em? Rất nhiều bạn nhầm là your. Nào, your là tính từ sở hữu các em ạ. Tân ngữ của you vẫn là you. Có phải mình nói I love you đúng không? Chứ mình không nói I love your. Đúng chưa? Còn nếu muốn dùng your thì phải là I love your hair. Tức là tôi thích tóc của bạn, chúng ta phải thêm một danh từ nữa vào, hiểu không nhỉ? I love your hair, I love your house. Ví dụ thế đúng không? Tân ngữ của we là us. Us. Ví dụ. Ví dụ như có cái chương trình ở trên VTV7 rất hay của bạn Khánh Vy đấy, và một thầy người nước ngoài đúng không, là follow us. Follow us. Các bạn tra cái đó trên YouTube và xem nhé. Rất hay luôn đúng không? Và tân ngữ của they là
Giảm, giảm. Đây là một trong những âm khó các em lưu ý này. Giảm, giảm. Đặt lưỡi giữa răng rung. Giảm, giảm. Rất nhiều bạn đọc là dâm. Nào, nào, nào. Giảm, ok. Đúng không? Tiếp theo, tân ngữ của she là her. Her, ví dụ như là thầy viết có một từ vào đây thôi, từ yêu đây chẳng hạn đấy, một cái động từ tình thái yêu ở đây. Khi bọn mình nói là ở tôi yêu cô ấy, mình sẽ nói là I love her, đúng không? I love her, chứ mình không nói I love she, nghe không có chính xác, các em hiểu không nhỉ? À, tân ngữ của he là him, y ngắn, y, him, 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 đó, him. Ví dụ như là bọn họ yêu anh ấy thì mình sẽ nói là they love him. Cái mình dùng ra chưa? Chứ không nói là they love he nào, đúng không? Ok. Và cuối cùng tân ngữ của nó vẫn là nó, it. It. Đó, đơn giản không các em? Như vậy, đây là ba thành phần chính cấu tạo nên câu, bao gồm chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Chủ ngữ thì có thể là các đại từ nhân xưng như là I, you, we, they, she, he, it. Cũng có thể là danh từ, các em nhớ chưa? Nhớ là chủ ngữ cũng có thể là danh từ, đúng không? Ví dụ như là bác sĩ thì đang chữa bệnh chẳng hạn, nên bác sĩ nó là danh từ chỉ nghề nghiệp, các em hiểu chưa? Bác sĩ. Như vậy chủ ngữ có thể là đại từ nhân xưng hoặc là danh từ. Đấy. Động từ thì có bốn loại thầy vừa kể với các em, đúng không? Một là động từ chỉ hành động, hay còn gọi là action verb, đúng không? Ví dụ như là go, run, ride, buy. Hai là động từ chỉ tình thái, chỉ tâm tư, tình cảm, trạng thái, suy nghĩ. Tóm lại là không động chạm. Như là love, like, hate, đúng không? Want, need. Ví dụ thế, đúng không? Cần. Tiếp theo, loại động từ tiếp theo đó là động từ modal verb, hay còn gọi là động từ khuyết thiếu. Như là may, might, can, could, would, should, have, to. Ought to, đúng không? Động từ khuyết thiếu. Và cuối cùng là động từ to be. Thầy sẽ dành nguyên một video để nói về động từ to be cho các em, vì chỉ cần nói được động từ to be, các em đã nói được đến 40% tiếng Anh rồi. Dễ, dễ dùng, hay và dễ học thôi, đúng không? Tiếp là tân ngữ. Thì các em hình dung này, tân ngữ có thể là tân ngữ của các đại từ nhân xưng như là I, me, you, we, us. Và tân ngữ nó cũng có thể là một gì? Một danh từ y như chủ ngữ, các bạn hiểu không nhỉ? Ví dụ như là thầy cầm một cái bút thì phải cái bút đó là một danh từ không? Đó, đúng không? Hay là thầy mặc một cái áo kẻ chẳng hạn đấy, thì cái áo kẻ thì có phải là danh từ không? Tân ngữ là danh từ, nó y như chủ ngữ, các em hình dung không? Chỉ khác là nếu như chủ ngữ là ai thì tân ngữ phải là me, các em lưu ý cho thầy. Và đây là những kiến thức rất cơ bản để các em nắm được cấu trúc câu, và từng buổi từng video sau thầy sẽ hướng dẫn các em chi tiết của cách sử dụng câu kết hợp với các thì và các mẫu câu cơ bản khác trong tiếng Anh, được không? Rồi, video như vậy video ngày hôm nay như vậy thôi, đúng không? Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo để các em có thể nói tiếng Anh tốt hơn. Chúc các em sẽ thành công. Bye for now.